Vậy em quay lại cái vấn đề là các anh chị mà gọi là nhìn về Việt Nam, thì hôm bữa em có ví von một cái điều là giống như các anh chị bây giờ có được người vợ ở người Mỹ rồi, đúng không? Thì ngày xưa quen cô bồ là người Việt Nam, tóc dài, đúng không? Da đen, nói chung là hôi mùi bùn đất. Thì thôi bây giờ mình có cô vợ Mỹ rồi, cứ lo ôm cô vợ Mỹ, chăm sóc cô vợ Mỹ cho nó tốt đi ha. Còn lâu lâu mình chỉ nhìn về cái cô bồ của mình ngày xưa ở Việt Nam thôi. Đừng có muốn thèm thuồng hay là nhớ là cái kỷ niệm gì hết á. Hoặc là thèm thuồng cũng được, nhưng mà đừng nên xỉa xối cái gì, theo đừng có kiểu mà cái kiểu mà ăn không được hóa cho hôi ha. Mình thứ nhất mình cưới được cô vợ Mỹ rồi, điệu nghệ hơn, sành điệu hơn, lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ hơn, đúng không? Là bây giờ mình cứ vậy đi, mình đừng nghĩ gì về Việt Nam, cô gái ở Việt Nam làm gì. Tại nghĩ vậy thì người người vợ mình đang ở, họ cũng đôi lúc họ cũng buồn vậy, đúng không? Mà họ buồn thì họ họ họ, họ nhịn thì không nói gì, họ phản ứng lên là mệt lắm á nha. Nên các anh chị là thôi đi, mình nên đúng không? Cái nhớ tới cái bài bài nhạc là cuộc đời có bao lâu, đúng không? Vài lần đắng cay thôi, xem như mình đã già. Anh không phải, đúng anh da vàng anh Đặng Hải, nhưng mà em ví von là tại da đen, là tại vì làm nông nè, phơi nắng nè, đúng không? Bị da đen chứ không phải là, đúng là chính xác là nếu mà da vàng là nguồn gốc. Không được rồi, bạn Đặng Hải rất tiếc không mời bạn lên được để bạn chia sẻ một vấn đề gì. Thôi bạn comment thử xem cái vấn đề gì thì mình đúng không? Thì thật sự qua cái diễn đàn thì em cũng xin nói xin thêm một tí xíu như thế này. Đất nước của chúng ta thì luôn luôn gặp phải những cái sự chống đối. Theo riêng cá nhân của em, rất nhiều thứ. Trâu ta ăn cỏ đồng ta. Em đồng ý rồi, nhưng mà bây giờ là lỡ bây giờ các anh chị mình lỡ có người 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 vợ Mỹ rồi, thì thôi mình cứ nên yên tâm đi, đúng không? Chứ còn bây giờ mình mơ mộng gì nữa anh hả? Bây giờ chẳng lẽ bây giờ mình muốn khổ thêm cho người người già người à, người người bồ ở Việt Nam không? Mà người bồ Việt Nam bây giờ cũng già rồi, đúng không? Răng rụng rồi, chân cũng mỏi rồi, nói chung là chấm mút cũng không còn được ngon nữa rồi, đúng anh Bạch? Bây giờ mà muốn gọi là lâu lâu trên người cũng không gặp nữa anh Bạch ơi, đúng anh Bạch? Bây giờ mà muốn 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 hôn thì cũng rời dưới chiếu mà hôn thôi, chứ đâu có rời trên người được nữa. Xin lỗi các bạn nữ trong room chút nha. Nên hôm nay nói đề chủ đề về xã hội thôi đi, anh Dũng ơi, anh Dũng tham gia không? Sao kỳ thế, để anh bạn Nguyễn Hưng ơi, mình vô mình kết bạn lại mình gọi thử xem nha. Mình vô mình kết bạn mình gọi lại đi. À, nói về đề tài xã hội thôi. À, con Mimosa thì thua rồi, con đó nó nói chuyện à, hôm đó còn nợ anh cái giấy để cái gì? Anh bữa hôm mình anh nói bữa hôm anh nói về cái diễn mời bạn Nguyễn Hưng một lần nữa. Đang thêm
bạn bạn Văn Phan ơi, bạn còn ở trong này không? Bạn bạn để cái avatar đôi lúc nhiều khi dễ dễ hiểu lầm. Ồ, không không thể thêm được bạn Nguyễn Hưng. Kỳ thế. Đang thêm lại một lần nữa. Đang kết nối rồi mà không biết kết nối được hay không này. Dạ chào anh Ngọc Nguyễn. Lại không được bạn Nguyễn Hưng ơi, sao kỳ thế ta? Anh Dũng, anh có lên diễn đàn không anh Dũng? Đang mời là bạn Nguyễn Hưng. Bạn để máy đứng nha bạn Nguyễn Hưng. Bạn để máy đứng nha, bạn đừng để máy 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 nằm ngang. Ok, anh thoát ra đây, anh vào đi, anh Dũng không thấy camera của anh. Bạn Nguyễn Hưng ơi, bạn chờ chút nhé, sau không gọi bạn được, đang gọi thử anh Dũng nha. Bạn Nguyễn Hưng chờ chút nha, không thêm được. Nguyễn Vũ Radio hả? Đang thêm đó anh Dũng ơi. Sẵn cái vụ mà gọi là ngọc đọc cái tin của Tam Giỏ suốt ngày ngồi cà phê không không lo chuyện nước ngoài đúng không? Tam Giỏ ơi, anh có nghe anh Cam anh chia sẻ như thế này nè. Anh Cam anh hỏi vậy thì thử xem đừng có vào những cái trang của Việt Nam nha. Vào những cái trang của những cái nước Hồi giáo Ả Rập đi. Ví dụ chẳng hạn như vào xem thử cái thông tin của IS hay gì đó. Thử xem ra là sao. Đừng có vào Việt Nam nữa. Sao không lên được ta? Để Dương Dương xóa hết nha, Dương xóa hết cái rồi bắt đầu bạn bạn Hưng Nguyễn gửi gửi lại yêu cầu đi. Rồi rồi. Mạng yếu có ba Hoa Quỳnh ơi, mạng yếu bị rớt hoài. Mà nó nhớ mục tiêu là Cali là một
anh thoát ra anh vào lại đi anh Dũng, anh tháo anh thoát ra anh vào lại cái chắc máy do máy của Dương bị nóng, do máy Dương bị nóng hay sao? Sao vậy, giờ này sao em không gọi được ai, nóng máy quá không gọi được. Tại em đang xem một cái trang của bên 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 của Giang Trần, bao que vào Giang Trần nhiều quá. Đang đang gọi là anh Dũng nha, nhắc tới con Mỹ Đen nè. Em nói là người Việt chứ không phải là em nói Mỹ Đen, đúng không? Không phải giờ. Đang kết nối nè. Không thấy nữa anh, thôi kìa, bên đây Dương mới mời anh nè. Thì Tâm Võ anh đã nói rồi, anh đã nói ngày hôm nay, anh còn thêm một cái thông tin nữa, cái đi cưới vợ. Đi cưới vợ thì cũng cũng đổ thừa cho cộng sản nữa. Anh bó tay luôn rồi, anh bó tay những cái thành phần mà gọi là dân chủ cụi rồi, chỉ biết là gọi là nói chuyện theo đơn đặt hàng thôi, chứ cái não thì chắc cũng bỏ quên học tủ rồi đâu á, chứ họ không gắn lên trên đầu, họ có não nhưng mà họ tháo rồi để học tủ nên họ mới nói vậy thôi, chứ không ai mà đem đi nói những cái điều đó, đúng không? Người dân của mình, một bản thân, một người đàn ông trước khi lập gia đình mình phải lập cái kế hoạch cho tương lai mình, đúng không? Cưới vợ rồi mình làm điều gì để mình nuôi vợ con mình, cái thứ hai nữa ổn định cuộc sống kinh tế của bản thân mình, chứ làm sao mà cái chuyện đó đổ thừa cho nhà nước, mình cưới vợ xong cái mình đói cái do ở do nhà nước. Nên chào chị Nhiên. Chị chạy show nhiều dữ vậy chị Nhiên? Cái thằng Thái, thằng Hải Nguyễn đó là em biết mặt nó rồi, nó gốc người Tây Ninh á, nó vào nó nói chuyện nghe muốn lấy chiếc đũa đóng vô lỗ tai nó lắm, nhưng mà nó cố tình, mà nó cố tình nó qua Bình Giang nó thấy thôi chứ nó đâu có dám. À vậy đó hả? Xin lỗi mọi người, em lỡ chạm tay nó ngã. Buồn nhỉ, tới bây giờ. Bây giờ tự nhiên là gọi gọi không vào được nữa là sao ta? Nên thôi bây giờ Dương nói như thế này, đúng không? Đất nước của chúng ta thì ai cũng có một cái tấm lòng mình
không biết sao á, đâu anh gửi lại cái camera anh gửi lại cái anh Dũng. Nãy giờ không không thấy cái dạ chắc chắc vậy đó anh Bạch, tại hồi hồi trưa em vô một cái diễn đàn kia mà kia em nói là mình cưới vợ mình cũng phải chuẩn bị hành trang mình cưới vợ sao, bà không chịu, bà không chịu là vậy, bà nói là do cộng sản chứ do xã hội chứ không phải là do bản thân mình anh. Đi làm thì thật ra không phải nói xấu bạn trẻ đó, nhưng mà nó có cái tính gì nè. À, đi làm trình độ mình thì không biết là bao nhiêu à, nhưng mà đòi làm lương cao. Bên 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 Dương thì lại không thấy anh Dũng, nó vẫn để chữ chữ là đang kết nối thôi. Đó chị Nhiên, chị gửi lại cái lời chị Nhiên chị đi đâu rồi? Ủa Nguyễn Toàn hôm nay mới biết hả? Tội nghiệp vậy. Thì mới mốt đi đi vào thường đi thì sẽ biết thường nè. Đúng không? Cũng biết sao nè anh? Hèn với giặc ác với dân hả? Hèn với giặc là nghe một tiếng súng cái lầu là tụt quần đu càng chạy đúng không Nguyễn Toàn? Đúng không? Sao Nguyễn Toàn muốn muốn lên trên nói chuyện hay không? À, muốn lên trên diễn đàn nói chuyện cho vui hay không? Ngồi dưới comment lâu lắm, khỏi còn phải chửi nhiều. Đúng không? Mà trong diễn đàn này là có nội quy nhé. Bạn chửi mình thì ok nha. Nhưng bạn chửi những người khác ha, hoặc là đặc biệt. Ok Tam Võ. Anh hiểu chứ? Đặc biệt là em chạy anh lên đi. Đặc biệt là chửi người đã khuất là mình lóc nha. Bạn chửi mình thì ok không sao cả, bạn chửi mình cười, bạn chửi mình khỏe không sao hết nha. Nhưng mà mình khi mình đến một cái chỗ nào mình phải thể hiện mình có một cái sự văn hóa trước đã nha Nguyễn Toàn, chứ mình đừng đi mình mang cái văn hóa của mình đi khổ khổ lắm anh, khổ lắm anh Tư. Anh Đặng Hải ơi, kẹp 24 trên 24, em thì coi như thua rồi. Nguyễn Toàn ơi, không lên, không không dám lên thì không dám lên đi. Văn hóa của Nguyễn Toàn là chỉ đi chửi được vài câu thôi chứ có kiến thức đâu mà vô nói chuyện. Đúng rồi anh Dũng, đúng không? Mình phải có cái trách nhiệm mình với xã hội trước đi đã, đúng không?
Rồi lúc đó mình, tại vì sao, luôn luôn theo các anh chị nói là đảng là do nhân vì dân đi, đúng không? Do dân quản lý, mình là người dân, mình làm tốt cái trách nhiệm của mình đi, đúng không? Rồi lúc đó mình mới nói chuyện. Chứ còn bây giờ bản thân mình làm chưa tốt nữa, mình đòi người khác tốt, mà trong khi mình đòi là mình quản lý người ta, mà bản thân mình không tốt thì quản lý được ai? Đúng không? Bây giờ mình quản lý một gia đình của mình, đúng không? Cho trong ấm ngoài êm, có công ăn chuyện làm, không có gây ảnh hưởng đến xã hội, đó là mình đã đóng góp cho đất nước rồi. Không dám lên đâu anh Dũng ơi. Thường thường những thành phần này là chỉ đi đi chửi dạo mà, đi tới những cái room khác chửi vài câu bỏ chạy, tới room khác chửi vài câu chứ có lý luận gì đâu mà lên nói. Thì nó có nhiêu đó, đi 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 tới hết room nào cũng nói cứ hèn với giặt ác với dân. Nhưng mà bây giờ là thế kỷ 21 rồi, đúng không? Đâu phải đụng chuyện là đúng không? Bây giờ mình dùng lời nói mình nói với nhau cho nhau nghe, đúng không? Mình nói với nhau cho nó có tình có lý. Chứ cần gì đâu mà mình phải chửi. Đa nguyên đa đảng mới ghê hả, có phong cách lên nào hả? Em chào anh Cao Nguyễn, nãy giờ anh đi ra, bây giờ anh mới vào hả? Đúng anh, mình sống công bằng và có trách nhiệm. Cái thứ hai nữa, mình phải nhìn được, mình nhìn được một con người bằng một cái ánh mắt của một ánh mắt của Tề Thiên, đừng nhìn sự việc bằng ánh mắt của Tam Tạng. Nè, Tam Tạng thì nhìn người nào cũng là người, người tu không à, người nào cũng là người hiền không à, đúng không? Nên là giống như những gì Dương chia sẻ với anh đó, thật sự thì những cái thông tin anh là những thông tin hay, nhưng mà những nơi để mà anh chia sẻ đó là không phải, tại vì anh phải hiểu rằng người ta sẽ lợi dụng vào những cái gì anh chia sẻ để họ xuyên tạc lại cái đất nước của anh. Nên ở đây thường thì em thật là em chia sẻ thôi nha, chứ đừng đừng nghĩ là em dạ đã... bạn bạn song tình bạn bạn nói là xuyên tạc nước Mỹ, là xuyên tạc, là cái dùng từ xuyên tạc của bạn. Như anh Lợi Minh, anh xuyên tạc cái gì? Anh chỉ phản ánh là cái đời đời sống thực tế ở Mỹ nó cũng có những cái thành phần, những cái tệ nạn, đúng không? Đó gọi là sao, gọi là xuyên tạc, đúng không? Chỉ nè, bạn song tình chỉ quay lên một chút xíu thôi thì bạn nói xuyên tạc, còn bạn nói về đất nước Việt Nam như thế nào hả?
Rồi bạn chửi đảng, bạn chửi những cái bạn chửi Bác Hồ thì đó là ra sao? Dạ anh đi ngủ anh Nguyễn Ngọc. Dạ cảm ơn anh ghé diễn đàn nhé. Chúc anh một đêm ngon giấc. Đó, bạn nghĩ đi, bạn xong tình, chỉ cần đụng chạm đến bạn một chút xíu. Không, cái chuyện đó là đương nhiên rồi, không phải là điều khiển anh Dũng, không phải là điều khiển, nhưng những cái thông tin của anh người ta lợi dụng vào cái thông tin của anh hiểu không? Người ta lợi dụng vào cái thông tin của anh để người ta đánh về đất nước Việt Nam của anh. Đương nhiên cái việc nước Việt Nam là đất nước còn nghèo, mình thừa nhận với bạn, đúng không? Cái người bán vé số, mình nói thật với bạn, ở một cái xào nước Mỹ, tại vì họ đã phát triển mấy trăm năm rồi, đúng không? Đời sống kinh tế họ rất cao, đúng chưa? Chứ bạn thử nghĩ nếu như ở Mỹ những cái công ty bán vé số đừng thành lập một công ty, thử có phải bán có bán vé số dạo không? Bạn nghĩ đơn giản vậy thôi, đó là làm kinh tế mà. Thì cũng giống như bạn thấy bên Cali có những người bán vé số, bán báo dạo không? Vẫn có vậy, đúng chưa? Thì bạn thử nghĩ đi, nếu như người Mỹ họ không làm ra những cái công ty bán vé số chatbot thôi, đúng không? Bán bình thường, thử bạn thử coi xem có bán vé số dạo không? Chứ bạn đừng ngồi ở đây bạn phán như là mà một cái đất nước, bạn so sánh giữa một đất nước, đúng không? Bây giờ bạn so sánh giữa cái công dân thôi. Hả? Ở đâu mà 1956 anh Danny, anh Tư, bạn song tình nói là nước Mỹ mới có độc lập năm 1956, có đúng không mấy anh chị? Bạn nhớ kỹ nha, ở đây là ở trong diễn đàn này là đúng rồi, tiếc lắm anh Dũng không lên được, đúng không? Bạn nói là Mỹ là độc lập năm 1956 đúng không? Ở đây có rất nhiều anh Denny, anh rảnh không anh Denny? Em mời anh lên. Nên bạn đừng có dùng là bạn đừng dùng vào cái vấn đề mà Việt Nam trẻ con đi bán vé số rồi đem lên đó rồi chỉ trích, rồi cho là nhà nước không lo được, không chăm lo được cho dân. Bạn đi về đây đi, bạn vô bạn thuyết phục nhà người ta đi, rồi bạn sẽ nhận được một cái câu gì ha. Nên bạn không hiểu thì tốt nhất bạn đừng nên đánh giá dội, mà bạn phải tìm hiểu kỹ thêm nữa, đúng không? Rồi lúc đó bạn đưa cho một cái nhận xét của mình, nó không trễ đâu, nó cũng không nên, mà nó là chính xác hơn. À anh vừa anh làm đó, chào chị Võ Châu. Dạ đúng đó. Nè đó, xong tình xem anh Cam Nguyễn anh comment cái gì cả. Về đâu cha nội ơi hả? Dạ cháu chào con qua. Đó, nè bạn song tình, xem cô Nguyễn Hoa nói kìa, dạ thưa thành lập là 241 năm rồi. Đó. Mới về qua được mấy tháng à. Bạn về bạn ở trên đất nước Việt Nam được bao lâu? Đúng không? Rồi bạn đi được những nơi nào? Rồi bạn làm được điều gì trên đất nước Việt Nam trong thời gian bạn ở lại Việt Nam? Đó, mình hỏi mấy cái câu đó thì bạn trả lời cho mình những câu đó đi. Đầu đầu mình chia sẻ tiếp đúng không? Nhưng mà chị Gió Châu, nhưng mà khổ nói là anh Lợi Minh ảnh chỉ nói lên cái sự thật thôi, nhưng mà gọi là mọi người cho rằng là anh Lợi Minh xuyên tạc đó. Mà trong khi đất nước Việt Nam mình là đất nước còn nghèo và đất nước đang phát triển và cố gắng từng ngày, thì họ đem đủ điều, nào là chính phủ thì hèn với giặc, là ác với dân, thì đó thì gọi là xuyên tạc rồi, tất cả đều tham nhũng đó. Nói vậy thì không xuyên tạc. Đó nè, nè song tình, cố gắng nha, cố gắng đọc hết comment nha. Tại vì đây là những anh này là những anh cũng là ở Mỹ đó, trả lời cho bạn.
Nghe chưa? Bạn nói những cái điều đó có chính xác hay không? Ngày 4 tháng 7 năm 1776, đệ nhị quốc hội lục địa họp lại thành phố Philadelphia tuyên bố nền độc lập của Hợp Chủng Quốc Châu Mỹ bằng bản tuyên ngôn độc lập ngày 4 tháng 7 được chào mừng như ngày Quốc khánh. Hả? Rồi chắc chạy mất rồi quá. Hôm nay nhà em có các gọi là các vị quân sư cao quá chịu không nổi, bỏ chạy mất dép rồi, xong tình chắc bỏ chạy rồi. Xong tình còn nữa không? Xong tình còn còn nữa không? À thì thằng đó là thằng hôm bữa em nói đó anh. À còn hả? Còn thì bạn đó, bạn đọc xong comment đi, rồi bạn 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 đọc xong comment đi rồi mình nói chuyện tiếp ha. Anh Dũng thì Dương vẫn thừa nhận là có tham nhũng mà, đúng không? Tham nhũng, nhưng cái vấn đề bây giờ mình triệt hạ tham nhũng bằng cách gì, và người dân của mình góp sức để triệt hạ tham nhũng ra sao? Dương thừa nhận mà, Dương thừa nhận ở ở Việt Nam mình tham nhũng, còn tham nhũng rất nhiều đó, nhưng mà vấn đề ở đây là mình bây giờ mình chống tham nhũng và người dân mình góp sức để chống tham nhũng bằng cách gì, chứ đâu phải là Dương Dương không nói là không tham nhũng đâu. Chắc xong tình phải đợi xong tình tra Google. Thành lập sao còn nô lệ hả? Thì bạn dẫn chứng cái nô lệ ở chỗ nào, đúng không? Nãy giờ bạn nói là việc Mỹ Mỹ thành lập mới có 1956, đúng chưa? Mà bây giờ tất cả mọi người trên đây là các anh chị, các cô chú ở đây nói là đã 241 năm rồi, là có nghĩa là bạn thua 1-0 rồi, đúng không? Ok, bạn bây giờ tiếp nè, đúng không? Bạn nói là rồi mình bỏ qua cái vấn đề đó, là bạn thua 1-0 rồi, bây giờ thành lập sao còn nô lệ, đúng không? Bạn chỉ nô lệ ở chỗ nào? À, không còn nô lệ hả? Là sao? Bạn comment nguyên chữ đi, bạn xong tình bạn comment thì đọc không hiểu. Không? Bạn bạn bây giờ bạn đang thua 1-0 rồi đó ha, thì bạn tìm cách bạn gỡ đi, rồi bây giờ mình nói chuyện tiếp đi. Bạn bạn ghi rõ cái câu comment của bạn là nô lệ là ai, ai nô lệ, Việt Nam đang nô lệ hay là nước Mỹ đã hết nô lệ đó, bạn nói cho rõ đi, đây đang không hiểu nha. Cha nội ơi, 1956 người da đen còn đi riêng, ăn ở riêng, biệt, không đi được đi chung với người da trắng. Cái đó là phân biệt chủng tộc bạn. Bạn phải nói rõ chứ, bây giờ tự nhiên bạn đem cái đề tài này ra bạn nói thì nó đâu có liên quan gì tới cái kia. Cái này bạn nói là bạn đang nói là về phân biệt đúng không? Chứ đâu phải. Việt Nam đang lệ thuộc Trung Quốc thôi hả?
Thì đúng rồi anh Dũng, thì cái chuyện này thì bây giờ anh chửi anh chi nữa đúng không? Trách nhiệm của bác Trọng thì bác Trọng bây giờ bác Trọng đang làm, thì bây giờ mình ngồi mình chịu đi, mình ngồi mình xem bác Trọng làm ra sao đi. Khi bác Trọng làm, khi nào bác Trọng làm không được hoặc là làm không ổn thì lúc đó mình mới lên tiếng tiếp. Còn bây giờ bác Trọng đang làm rồi anh tức chi nữa đúng không? Bây giờ mình ngồi, bây giờ anh ngồi anh nhịp giờ anh uống cà phê đi, anh chờ bác Trọng làm, bác Trọng làm không xong hoặc là như thế nào lúc nào lúc đó mình sẽ lên tiếng. Chứ còn bây giờ anh lên tiếng, bác Trọng đang làm anh lên tiếng chi nữa. Thì đúng rồi, nó đâu độc lập hả? Đúng không? Đúng không anh Dũng? Thì bây giờ anh ngồi gì đi, anh ngồi anh chờ xem bác Trọng làm hay làm được tới đâu đã, rồi lúc đó là mình là người dân, lúc đó mình tìm, một thứ nhất là mình tìm cái cách mình chống tham nhũng như thế nào ở bản với cái khả năng của mình và với cái trách nhiệm với một cái giới hạn của bản thân mình. Biển đảo của Việt Nam đang đảng mày gì gì Thanh Nguyễn comment lại đi. Biển đảo Việt Nam đang mất dần với Trung Quốc hả? Ôi trời ơi, Hạnh Nguyễn ơi, bạn nói là biển đảo Việt Nam đang mất dần bởi Trung Quốc đúng không? Bạn bạn bây giờ bạn dẫn chứng cái cụ thể.